Thưa quý vị, Phát Doanh xin được hân hoan chào mừng toàn thể quý vị. Chúng ta đã có mặt tại không gian sang trọng của Long Vip Palace để cùng chứng kiến và chúc phúc cho buổi lễ thành hôn của cô dâu và chú rể diễn ra trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên xin được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, trong tất cả những món quà tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho con người, thì tình yêu là món quà vô cùng ý nghĩa. Tình yêu là niềm khát khao đến cháy bỏng khi hai trái tim mong muốn hòa chung một nhịp. Hả? Thật á? Chú rể đâu? Thưa quý vị, chúng tôi vừa được nhận thông tin rằng là hiện tại là chưa thấy chú rể đâu cả. Xin quý vị chờ một vài phút để chúng tôi đi tìm chú rể quý vị nhé. Xin lỗi ạ. Chết rồi, chết rồi. A few moments later. Sao? Có chuyện gì nói em nghe không? Hôm nay là ngày đặc biệt. Anh ngồi đây cũng chỉ muốn là tạo một điều gì đó đặc biệt cho người vợ của mình. Thế thì anh hát đi. Anh cũng nghĩ là sẽ hát một bài, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra là bài gì cả. Em nghĩ là anh cứ hát theo cái cảm xúc mọi khi của anh ấy. Ừ, ok. Giờ đi đâu, đau đâu, ai cũng hỏi một câu là câu đâu, câu đâu. Ngoài kia bao cô gái thôi, anh chọn ai mà cứ đi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đã tìm thấy chú rể và chúng ta cùng đổ một tràng pháo tay lớn được không ạ? Để cùng chú Mỹ chào đón chú rể chạy thật nhanh về khán phòng của chúng ta ngày hôm nay. Cưới đi thôi em ơi, bạn bè trăng lứa cũng đã vợ con cả rồi. Vâng, mời quý vị hãy cùng bật điện thoại của mình ở chế độ flat để cùng soi đường cho chú rể. Số điện ngay tại nơi đây và ngay bây giờ mời quý vị ạ. Hãy bật điện thoại của mình ở chế độ flat được không ạ? Xin mời. Bao lâu chưa yêu ai chẳng thề nhá, chạy lòng thao thức để rồi đêm nằm mơ. Tuổi cũng sắp tràn đến đầu ba, tại sao chưa lấy vợ? Nghe bảo dưới quê tầm này thanh niên chạc tuổi tay đã bồng hai đứa. Anh nào có dám khen chọn đâu, chỉ là vẫn loay hoay chưa biết yêu ai nữa. Cưới vợ thì phải cưới liền tay chứ lại để lâu. Và mời quý vị hãy cùng bật điện thoại ở trên flash và dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón chú rể của chúng ta, xin mời. Cô đơn, đúng ngày lúc em cũng thấy cô đơn. Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không, đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh. Anh yêu em bằng hết cả chân thành. Và vô tay thật lớn dành cho chú rể của chúng ta nào. Đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng, thì hãy nhớ luôn thật trân trọng em biết không. Em biết không, có người nói em giải cứu ngân hà nên mới lấy được người giống anh nà. Mà thật ra người may mắn là anh nha. Và em biết không, ai cũng thấy anh đẹp trai xa. Mời quý vị cùng vỗ tay theo nhịp nhạc nào, xin mời. Trung thành với bao người ở bên ngoài, mà ở bên em như là trẻ con nên mười. Kể từ lúc em sang nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng, thì anh nhớ luôn thật trân trọng em biết không.
thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em hỏi nay mình đã nên vợ nên chồng thì anh nhớ luôn thật trân trọng em biết không. Kể từ em sang nói lời chào đêm nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em hỏi nay mình đã nên vợ nên chồng thì anh nhớ luôn thật trân trọng em biết không. Một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? À?